Accept invitation. Chúng ta sẽ uống cái loại trà nào mà tea và Angela tea. Offer some tea. Smells good. Chúng ta sẽ nói, chắc là cô này sẽ thích nói chuyện về những cái mà không phải là nghiêm túc lắm đúng không? Cooking behalf John Battalion, strength fit in the pond. Khó thật đấy nhỉ. Cooking behalf. Ok. Chang the idea relationship. Chắc chắn là cô ấy thích cái relationship rồi. Đấy. Một lựa chọn thinh phi romantic. Chắc chắn là cái này luôn. À ok ok. Mình sẽ quay lại với các bạn. Mình sẽ xếp lại mình sẽ load lại cái file xếp nha, rồi mình sẽ quay lại các bạn sau. Ok ok. Smells good. A few moments later. Ok các bạn, mình lại quay trở lại. Và lần này chắc chắn là mình sẽ chọn cái câu trả lời đúng đấy. Offer some tea, ok. Thank you so much. Nhìn mặt nó ngu. How warm. Nóng quá không ạ? Công nhận là cái trò này là nó làm rất là chi tiết luôn nha. Vẫn là idea relationship, ok được rồi. Cô thích nói về những cái mối quan hệ. Talk. Tell me about yourself, ok. Ok, nó khác lần trước rồi. Lively. Mình nghĩ là không biết là có một cho ambition, gorgeous, fashion. À chắc chắn là có cái thích fashion. More nobles than you'd expect make a pilgrimage to Garrig Mach to pray. Oh, perfect. Take the lại chia mừng đấy. Không biết là có được lên hạng B không nhỉ? Ui, lại thêm một cái nữa. Comment sai. No. Incredible. Oh man. Enjoy for me. Ui, perfect thi thao. Perfect thi thao. Được đấy, chất lượng. Extra time à. After give. Cô này có ai thích give? Asian coin, sunflower. Well, Lily. Thank you, professor. Cô này cộng 25. Observe. And. Ui. Nghiêm túc luôn. Cái này là told you that you're hard to read. Cái gì X là cái gì? How about it? How about it? Là cái gì? Everyone here is an heir. No. Nghiêm túc luôn, cái này lại còn soi xung quanh. Trời ơi, soi gái hài nhỉ. X à. Ok, chắc là mình sẽ e này. X chat. That was a lovely cup of tea. Thank you, professor. Hài không chịu.